Vậy thì ở trong cái câu chuyện hôm nay Xuân Trịnh chia sẻ với các bạn, cái thứ nhất ấy là chúng ta sẽ kiến giải nhiều hơn về cái cách chống nóng trên đàn vật nuôi. Thì thông thường ấy, khi mà mùa hè oi ả như thế này này thì các trang trại gà sẽ nguy hiểm hơn các trang trại lợn. Tại vì các trang trại lợn ấy, thì tôi thấy cái số lượng chăn nuôi heo nhá, số lượng chăn nuôi heo thì nó cũng chưa có đông như là gà. Những cái trang trại gà nuôi hở thì khá nhiều. Vậy thì dùng biện pháp nào để chúng ta có thể kiểm soát được cái việc chống nóng ở trên gà nhá. Cái mùa hè đông ấy, thì nó bị lạnh, nhưng mùa hè thì nó bị quá nóng, nên là đây là một trong những cái mà rất là nguy hiểm cho thời tiết ở miền Bắc. Nên là nếu mà các bạn ở miền Bắc ấy, thì đây là cực kỳ là một vấn đề lan giải nhá, lan giải quan trọng. Nhưng mà tuy nhiên ở miền Tây, miền Đông ấy, thì cái nhiệt độ nó khoảng tầm 25 hay 27 độ thì nó dễ chịu hơn và sẽ tốt hơn cho chăn nuôi. Vậy thì nó có 6 nhá, nó có 6 cái biện pháp để giúp cho các bạn có thể chống nóng trên đàn vật nuôi này. Thì các bạn biết rằng là con heo là một này, con lợn là một này, con gà là hai. Là tôi nhớ rằng là nó không có tuyến mồ hôi, nên là khi mà nó bị sốt cao hoặc nó bị nóng ấy thì nó thở nó rất là mạnh nha. Ví dụ con lợn mà nó sốt cao, các bạn thấy nó cứ thở thấy không? Khi nó thở như vậy thì tức là cái tuyến mồ hôi của con lợn nó không có, và con gà cũng thế thôi. Thì nên là khi mà nóng quá thì nó sẽ gây nên hiện tượng là con vật nuôi nó thở rất là mạnh, và đây là một trong những yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà các bạn sử dụng cái biện pháp mà phun sương vào trong chuồng ấy, tức là mình sẽ sử dụng biện pháp phun sương vào trong chuồng nuôi ấy, vô tình các bạn làm cho cái không khí nó ẩm, nó tác động vào cái đường hô hấp trên của vật nuôi, nó cũng khiến cho vật nuôi nó bị bệnh nặng hơn nhá. Hôm nay bị khản tiếng rồi nên là tôi cho cái micro nó gần đến đây tí, đọc cho nó to nhá, đọc nó to cho anh em nghe cho nó khoái. Đấy thì các bạn biết rằng là nó có những cái biện pháp khác nhau để chúng ta có thể giúp cho kiểm soát cái nắng nóng vào mùa hè nhá. Thì biện pháp số 1 ấy là các bạn cần phải cải thiện chuồng nuôi này. Chuồng nuôi thì bao gồm các bạn cải thiện như sau này. Thứ nhất ấy là khi mà các bạn xây chuồng nuôi ấy, thì các bạn cần phải tính toán đến cái phương án ấy là thông thường khi mà mùa hè nó đến ấy, thì các bạn biết là mặt trời là mọc ở đằng đông đúng không? Còn nặng là đằng tây đúng không? Gọi là mặt trời nặng mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Vậy thì khi mà các bạn xây chuồng trại mà các bạn quay vào hai cái hướng đấy là rất là nguy hiểm đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xây chuồng trại ở hướng đông nam chẳng hạn, hoặc là hướng đông nam, hoặc là hướng tây bắc đúng không? Đông nam hoặc tây bắc nhá, thì mình sẽ xây cái chuồng nó quay sang hai hướng đấy thì nó tốt hơn. Còn nếu mà các bạn vì phong thủy hay vì một yếu tố nào đấy mà các bạn xây nó khác hướng đi thì các bạn nhớ rằng là buổi sáng luôn luôn nắng nó sẽ chiếu từ hướng đông trở sang này, còn buổi chiều nó chiếu hướng tây. Thì đây là hai cái hướng mà cái sức hấp thụ của ánh sáng nó sẽ rất mạnh. Vậy thì các bạn sẽ tránh cái trường hợp này. Ngoài ra khi các bạn chống nóng mùa hè thì các bạn nhớ cho tôi là mình che cái bạt ấy, thì các bạn đừng có che cái bạt màu đen nhá. Cái bạt màu đen ấy nó có một cái tác dụng là nó hấp thụ ánh sáng rất là cực mạnh, nên là các bạn khi mà các bạn dùng bạt để bạn che thì các bạn lên sử dụng bạt màu xanh hoặc là màu trắng nhá. Màu xanh hoặc màu trắng. Có thể bạt màu trắng các bạn nhìn thấy nó xuyên qua đấy thôi, nhưng mà nó hấp thụ ánh sáng nó sẽ yếu hơn là màu đen, nhưng màu đen hấp thụ ánh sáng cực kỳ mạnh ấy. Nên các bạn không nên dùng bạt đen để các bạn che chắn chuồng nhá. Ngoài ra các bạn còn phải chuẩn bị quạt nữa, quạt hút ấy. Quạt hút thì thông thường các bạn có thể nắp những cái quạt ở trong chuồng trại để cho, hoặc là dùng mình cái quạt hút hoặc quạt đẩy để mình làm cho cái dòng không khí nó lưu chuyển đi, thì nó sẽ có cái sự gọi là cái sự xáo trộn được không khí, nó sẽ tốt hơn nhá. Các bạn hình dung là khi mà cái không khí ấy, thực ra là cái quạt ấy thì nó hút hoặc nó đẩy nó sẽ làm cho cái khí đối lưu nó chạy xung quanh chuồng, nó sẽ làm cho cái không khí nó bão hòa và nó loãng hơn nhá. Còn mình không dùng quạt thì nó có nguy hiểm hơn. Thì cái biện pháp số 1 là chúng ta sẽ cải thiện cái chuồng trại, cải thiện chuồng trại chăn nuôi. Đến biện pháp thứ hai ấy, là các bạn phải chuẩn bị nước uống cho con gà đầy đủ. Thứ nhất ấy, là cung cấp nước uống cho con gà đủ. Thứ hai là mình có thể sử dụng nước để mình phun mái cũng được. Tuy nhiên thì tôi cũng không có khuyến cáo cái biện pháp phun mái, tại vì khi mà bạn phun mái ấy, thì nó sẽ tạo ra, tức là cái giọt chanh ấy, cái giọt chanh ở trên mái nó chảy xuống chuồng, nó sẽ tạo thành một cái không khí ẩm ở ngay cái nền đấy. Nó cũng có tác dụng là làm giảm cái sự hấp thụ của ánh sáng vào cái mái tôn thôi, nhưng mà tuy nhiên ấy, nó có tác dụng phụ là cái phần không khí ở đấy nó sẽ bị hanh khô và nó khiến cho con gà nó dễ bị hô hấp. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị nước uống đầy đủ cho gà trong mùa nắng bức này nhá. Nếu mà các bạn dùng vòi mang uống tự động thì ok rồi, còn không thì các bạn cần phải sử dụng nước uống cái thứ là một cách ok nhá. Tôi khuyến cáo là một số trang trại chăn nuôi vườn ấy, các bạn cần phải chuẩn bị những cái bình to hơn để chứa nước đủ cho vật nuôi nó sử dụng. Nếu không thì buổi trưa nó nắng quá, anh em đi ra ngoài đường đã thấy nóng rồi, mình lại đi lấy nước cho gà nữa thì nó cũng hơi mệt mỏi. Ok, Xin chào Trang Nguyễn, Dũng Nguyễn này, Hoa Nguyễn này, xin chào Con Gà, xin chào Vũ Yến, xin chào toàn thể anh em đang xem livestream của Xuân Trịnh ở trên Facebook này, trên các nền tảng YouTube và các trang khác. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì liên quan đến chăn nuôi này, liên quan đến kinh doanh thì các bạn có thể hỏi bất kỳ một câu hỏi nào trong cái livestream này nhá. Ok, coi cái livestream này và tôi sẽ phục vụ trả lời cho các bạn một cách đầy đủ nhá. Ok, rồi bạn Nguyễn Hoa này, bạn có hỏi tôi rằng là anh Trịnh ơi, trời nóng nắng như này thì cho gà uống thuốc gì cho nó ạ? Thì tí nữa tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Ok, tiếp tục này. Câu hỏi khác của anh Bích Loan Phan Thị là lợn nái ăn uống thế nào cho hợp lý mùa nóng này ạ? Câu hỏi rất là tuyệt vời. Vậy thì nhân tiện cái câu hỏi của bác Bích Loan Phan Thị này nhá. Hôm nay Xuân Trịnh vẫn hơi khản tiếng, tại vì mấy hôm vừa rồi dạy học nhiều quá là nó bị khản tiếng nhá. Thì cái cách cho ăn ấy, thì ví dụ như là câu hỏi của bạn bác Phan Bích Loan ấy, thì trong cái tiêu chí số 3 ấy, khi mà mình cho lợn ăn hoặc cho gà ăn ấy, thì các bạn nhớ rằng là mình nhớ nhá, các bạn khi mà các bạn cho gà hay cho lợn hay cho vật nuôi ăn ấy, thì mình tránh những cái thời điểm nắng nóng nào. Các bạn có thể ăn cho ăn vào lúc sáng nhá, lúc sáng hoặc là chiều mát cũng được, nó sẽ làm cho cơ thể là hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà con gà đỡ stress. Chứ nếu mà bây giờ trời nắng chang chang như này mà các bạn vẫn cho ăn khoảng tầm 9-10 giờ ấy, nó làm cho con vật nó ăn vào xong nó khát nước, nó sẽ làm cho cơ thể của nó kém đi nhá. Vậy thì chúng ta sẽ cho lợn cho gà ăn vào lúc buổi sớm nhá, sáng sớm hơn chút này. Thứ hai là buổi chiều, thì chiều mát chúng ta cho ăn đấy, hai cái thời điểm đấy. Nếu mà một ngày 2 bữa, còn lại thì chúng ta không nên cho ăn vào những cái thời điểm nắng nóng quá, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hấp thu dinh dưỡng, rồi là nó ảnh hưởng đến cơ thể của con gà. Ví dụ như chúng ta có thế thôi, nếu mà trời nóng quá, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi thì chúng ta cũng chẳng muốn ăn cơm, đúng không? Vậy thì nó cần phải có một không khí thoáng mát thì chúng ta thì gà rồi là heo nó sẽ ăn uống nó sẽ ngon lành hơn. Đấy là cái thời gian cho ăn nha, chúng ta phải cải thiện thời gian cho ăn đi. Có thể các bạn cho ăn gà, cho ăn mình thả cho nó ăn về đêm cũng được, không sao cả. Quan trọng nhất là ăn uống ấy, nó phải sung sướng, nó phải vui vẻ đâu. Nhưng mà mình mà cho ăn uống mà nó lắng bức quá thì nó cũng không có tác dụng gì tốt lắm, nên là các bạn nhớ cái thời điểm này cho tôi. Vậy thì với cái câu hỏi của chị Phan Thị Bích Loan ấy, thì tôi cũng mong muốn rằng là những cái kiến thức, những cái câu trả lời của Xuân Trịnh ấy, nó sẽ có thể giúp cho anh cập nhật hoặc nắm bắt được một số cái tình hình liên quan đến đàn vật nuôi của chúng ta. Rồi, vậy thì câu hỏi tiếp theo của bạn bác Nguyễn Hoa này, bác Nguyễn Hoa có hỏi rằng là anh chị ơi, trời nắng nóng như này thì cho gà uống thuốc gì? Thứ nhất đây, nó có hai cái việc mà trong chăn nuôi luôn luôn nó xảy ra. Thứ nhất là nắng nóng quá thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì để chúng ta chống nóng cho gà, ngoài cái biện pháp cơ học là mình chuồng trại rồi là hút gió để xây chuồng lạnh nhá. Thì một trong những cái sản phẩm mà mùa hè này các bạn cần phải dùng này, tôi đang nhờ nhân viên của tôi họ mang lên đây rồi. Cái sản phẩm tên của nó là điện giải Gluco KC nha. Đây các bạn nhìn này, đây là cái điện giải Gluco KC. Cái sản phẩm này ấy là một trong những cái sản phẩm là được thiết kế hoàn toàn từ đường này, từ K này và từ C này. Nó giúp cho chống nóng, tức là giúp cho con vật nuôi chúng ta nó giảm stress trong mùa hè oi bức nhá. Và quan trọng nhất là các bạn biết là cái thành phần vitamin C ấy, là một trong những cái thành phần là chống oxy hóa đâu, chống oxy hóa các chất. Thế nên là mình biết rằng là cơ thể của vật nuôi hay của con người cũng thế thôi, chúng ta luôn luôn là không bao giờ tổng hợp được vitamin C. Vậy thì khi mà các bạn ăn cơm ấy, các bạn cần phải phát chanh là vì thế, đúng không? Và các bạn cần phải uống một số cái một số cái vitamin tổng hợp để nó bổ sung vitamin C. Và cơ thể của mình nó không tổng hợp được vitamin C, vậy thì các bạn cần phải mua cái điện giải Gluco KC này về cho vật nuôi nó ăn vào mùa hè nhá, cho uống hoặc cho ăn tùy các bạn nhá. Cái sản phẩm này hình như tôi nhớ không nhầm thì nó bằng 69.000 thì sao ấy? 69.000 một cân này, không biết có đúng 69.000 không, nhưng mà hình như là giá nó chỉ bằng đấy thôi. Thì các bạn mua mỗi người một thùng về để sẵn ở trong nhà nhé, tại vì cái thời tiết nóng bức này nó sẽ diễn ra là khá dài đấy nhá, nó sẽ diễn ra khá dài. Các bạn đừng có để đến lúc mà cần rồi mới đi mua, nó chỉ có khoảng chưa đến 70.000 một cân thôi, mình mua khoảng chục cân về để đầy nhà dùng dần, đúng không? Cái này nó không siêu không bốc đâu, hạn sử dụng của nó được 2 năm nhé, hạn sử dụng của nó 2 năm. Cái sản phẩm này mới sản xuất ngày 12 tháng 5, có nghĩa rằng là hôm nay mới có bao nhiêu, hôm nay mới được có hơn tháng thôi. Ok nhá, tên của nó là điện giải Gluco KC nhá. Thì các bạn nhìn ở đây này, ở đây nó có cái logo của công ty BigBot nha, và tất cả những sản phẩm của công ty BigBot nó đều có cái logo BigBot hình vương điện như này nha. Thì các bạn nhớ để tìm, không là các bạn mua nhầm nhé. Ok, hiện tại bây giờ tôi thấy ở trên thị trường có khá nhiều người, tôi không biết là họ ghét tôi hay là họ chơi đẻo tôi nữa, nhưng mà họ đã đem một số cái sản phẩm của các công ty khác ấy, họ bán vào các trang trại, sau đấy thì họ bảo rằng là đấy là sản phẩm của Xuân Trịnh bán không. Tôi không bán những sản phẩm nào khác ngoài sản phẩm của công ty BigBot nhá. Hiện tại bây giờ tất cả những sản phẩm Xuân Trịnh bán nó đều có cái logo của công ty BigBot này. Nên là các bạn nếu mà có một ai đấy mà nói rằng là cái hàng đấy do Xuân Trịnh bán thì các bạn cần phải kiểm tra lại nhá. Tại vì Tôi thấy một số anh em ở trên thị trường đợt vừa rồi kháo nhau rằng có một số cái loại thuốc nano bạc sát trùng này, rồi một số loại thuốc là do Xuân Trịnh bán. Nên thực tế tôi không có thời gian tôi làm những cái việc đấy nhé. Các bạn cần phải tìm hiểu kỹ trước khi mà đưa ra những cái thông tin không chính xác ra nhé. Khi mà các bạn mua được những cái hàng mà nó không chính thống của công ty BigBot ấy, thì đấy là do các bạn lựa chọn nhưng không phải do tôi nhé. Tôi chỉ bán những cái hàng nào mà công khai minh bạch thôi. Ví dụ như là hàng hóa của bên công ty BigBot này, ví dụ như là cái điện giải Gluco KC đúng không, nó công khai minh bạch nên chúng tôi bán trực tiếp ở trên mạng. Các bạn mua ở đâu giá cả nó cũng như thế cả, nó không có cái sự cạnh tranh quá nhiều về giá, nó chỉ có cạnh tranh về chất lượng thôi. Và chúng tôi lấy cái nền tảng là chất lượng để cả cạnh tranh so với là các thương hiệu khác ở trên thị trường, nhưng tôi không lấy giá. Nên các bạn thông cảm, nếu mà các bạn mua được những sản phẩm dịch vụ ấy mà chất lượng của nó tốt như của công ty BigBot mà giá nó rẻ hơn thì xin chúc mừng bạn, bạn cứ thế bạn sở hữu nhá. Cảm ơn câu hỏi vô cùng tuyệt vời của bạn Nguyễn Hoa. Rồi, ok. Có một câu hỏi khác, có rất nhiều câu hỏi ở đây nhá, và tôi xin phép nói tiếp này. Thì khi mà cái phần về cái phần dinh dưỡng ấy thì các bạn chỉ cần nhớ cho tôi là mùa hè oi bức thì càng khó khăn cho cơ thể của vật nuôi nó tổng hợp vitamin C. Vậy thì các bạn phải bổ sung cho nó vitamin K, vitamin C vào để cho nó tăng cường cái chất chống oxy hóa, nó giúp cho cơ thể nó ổn định và nó sản sinh ra những cái năng lượng khác. Cái thứ hai ấy là các bạn biết rằng là khi mà mùa hè nó oi bức ấy, cái không khí nó rất là hanh khô, nó nóng bức, nó sẽ khiến cho con gà nó hay bị hen khẹt, tiêu chảy. Thì một trong những hai cái sản phẩm mà các bạn cần phải có trong nhà này, tức là mình đừng có bao giờ mình đợi đến khi mà vật nuôi của mình nó hen khẹt, nó ho khan thì bắt đầu mình mới mua thuốc, mà mình phải mua, mình chuẩn bị trước thuốc, chuẩn bị trước thuốc khi mà mình sử dụng nhá. Mình phải chuẩn bị thuốc trước khi mà gà nó bị ốm. Tức là các bạn nhớ rằng tôi Xuân Trịnh vẫn nói rằng các bạn là khi mà chúng ta sử dụng vaccine hướng đường hô hấp xong ấy, thì vật nuôi nó sẽ bị phản ứng vaccine mà nó rất dễ bị xí chét. Xí chét xong ấy thì nó sinh ra ho hen, hen khẹt. Vậy thì khi mà nó bị như vậy thì các bạn cần phải chuẩn bị cho tôi ấy, thứ nhất là cái thuốc để chống phản ứng vaccine này. Cái thứ hai ấy là phòng trước khi nó xảy ra. Ví dụ như trong trường hợp mà thời tiết nóng bức như này ấy, cái khí hậu rồi mật độ chuồng nuôi, thứ nhất là cái khí ở cái môi trường ở chuồng nuôi nó khô hanh, nó bụi bặm, nó rất nhiều. Cái thứ hai là cái việc mà oi bức ấy, nó khiến cho cơ thể của nó không thông thoáng thì nó rất nguy hiểm. Vậy thì các bạn nhớ cho tôi thêm hai dòng thuốc nữa để các bạn chống hen khẹt, ho hen nhé, chống ho hen khẹt ở trên vật nuôi này. Cái thuốc thứ nhất ấy là dành cho con lợn hoặc con gà nhá. Thì đây tên của nó là sản phẩm của nó là Tymicin 250 nhá. Đây là thành phần của nó là Tymicin phosphate 25% kết hợp với là tá dược đặc biệt nhá. Thì các bạn thấy rằng trước đây Xuân Trịnh có quảng cáo cho các bạn, có thông tin cho các bạn là cái sản phẩm Tymicin S250 ấy, thì cái sản phẩm đấy nó bằng nước, nó dùng cho gà. Còn cái sản phẩm này ấy, đây là Tymicin S250 này, 250S này, thì cái sản phẩm này nó bằng dạng bột. Thì nó thứ nhất ấy là nó có thể dùng cho lợn để các bạn trộn cho nó đơn giản. Cái thứ hai là cái này nó hòa tan hoàn toàn trong nước nhá, thì các bạn có thể vừa sử dụng cho gà vừa sử dụng cho lợn được. Thì một cái cân thuốc này tôi cũng không nhớ nó bao nhiêu đâu, nhưng mà thuốc bột thường thường là giá của nó sẽ rẻ hơn là cái thuốc nước nhá. Nên là các bạn có thể mua cái Tymicin S250S này vừa về cho lợn vừa về cho gà. Thì cái sản phẩm này ấy, nó là kháng sinh nhóm macronid, và khi mà nó macronid này nó được kết hợp với là một vài cái tá dược đặc biệt ấy, thì tôi tạo ra một cái kháng sinh tên của nó là Tymicin S250S. Thì cái kháng sinh này là tôi tạm gọi nó là kháng sinh đại thực bào, tại vì ngoài cái việc nó là kháng sinh macronid ra, nó còn có những cái tá dược đặc biệt để giúp cho nó đi trực tiếp vào đại thực bào nhá. Nó đi trực tiếp vào đại thực bào trong cơ thể nhá, nó đi trực tiếp vào đại thực bào trong cơ thể, giúp cho cơ thể có thể tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh. Tuy nhiên ấy, khi mà các bạn sử dụng thuốc để các bạn điều trị hoặc là phòng bệnh ấy, thì các bạn nhớ là mình phải kết hợp giữa một thuốc hô hấp, một thuốc tiêu hóa nhá, một thuốc để phòng hô hấp, một thuốc phòng tiêu hóa. Thì cái thuốc Tymicin 250S này là thuốc để phòng ấy rồi, để phòng hô hấp rồi. Còn lại nhá, khi đây là thuốc để phòng hô hấp này. Còn lại cái thằng Apramycin này, Apramycin 200 này nhá, đây là nó thuộc nhóm cái này tôi quên mất thuộc nhóm này, hình như nó thuộc nhóm amino glycosid nhá. Thì cái Apramycin này 20% này thì nó là một trong những cái thuốc mà nó điều trị bệnh về tiêu hóa. Khi các bạn phòng ấy thì các bạn kết hợp giữa thuốc về đường tiêu hóa và hô hấp ấy, nó sẽ tạo ra cho các bạn cái công thức tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể kiểm soát được đàn vật nuôi nhá. Vậy thì ba cái sản phẩm mà ở trong mùa hè oi bức này các bạn cần phải có này. Cái thứ nhất ấy, là cái sản phẩm là Gluca thảo dược này nhá. Cái sản phẩm này là luôn luôn phải có trong nhà để chống nóng này, để giúp cho vật nuôi phục hồi cơ thể này. Cái thứ hai ấy là cái thuốc chống hô hấp của nó, tên của nó là Tymicin 250S nhá. Còn cái nọ mà cho nước lại Tymicin S250. Tiếp tục này, cái sản phẩm thứ ba là Apramycin 200 nhá. Thì đấy là những cái sản phẩm mà các bạn sẽ không thể để thiếu ở trong trang trại chăn nuôi của các bạn cả. Rồi nhá, chúc các bạn một buổi chiều tuyệt vời bên gia đình, và nắng nóng nó sẽ kéo dài khoảng tầm 1-2 hôm nữa, sau đấy thì nó sẽ trời sẽ đổ mưa, và khi là thời tiết nó thay đổi, nắng mưa thất thường, nó sẽ tạo ra rất nhiều cái bệnh tật ở trên đàn vật nuôi. Vậy thì các bạn cần phải nắm được những cái bí quyết khác nhau để giúp cho các bạn chăn nuôi thành công nhé. Xuân Trịnh biết ơn 50 người rất nhiều, tại vì các bạn đã dành thời gian khoảng 20 phút để xem một cái livestream của Xuân Trịnh. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự tốt lành và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật và kinh doanh online thực chiến, hân hạnh được đồng hành và cùng tất cả quý vị các bạn. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại hotline 0977 809 555. Tôi để số điện thoại ở trên cái livestream này để các bạn có thể gọi điện giao lưu Xuân Trịnh, hoặc là khi mà tôi điều trị vật nuôi mà nó có vấn đề gì thì các bạn gọi sang bạn chửi nhá. Thỉnh thoảng chúng ta phải cãi nhau một tí để cho tôi giỏi hơn nhé. Ok nhá, cảm ơn các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào livestream sau. Xin chào, bye bye.